Mình sẽ quay cái vườn của mình cho các bạn xem. Buổi đó này không? Khu vườn được hoàn thành trong một tháng. Cải xanh, cải đều xanh. Còn đây là khổ qua. Còn đây là bí ngồi. Đây là bí ngồi. Cải ngọt đã ăn gần hết. Đây là cải đều xanh. Đây cũng đã chuẩn bị được nè. Còn đây là cây dưa gan đang ươm giống. Dưa tây. Cây siro. Còn đây là dưa lưới. Đây là cà chua bi. Cà chua bi. Đây là cà. Cà sả củ. Còn đây là dưa lưới. Dưa lưới này bao nhiêu năm ăn được? Dưa lưới này ít nhất là tầm 3 đến 4 tháng nữa ăn được. Nó đang dưa lưới trồng sen với cải. Cải ngọt à? Cải ngọt. Cải đây nữa. Mà có sâu không? Sâu có sâu, sâu đang bắt sâu. Bên này thì nó có sâu, mình sẽ bắt sâu. Đây là củ cải mini. Đây, cải mini. Rồi. Sâu dần đỏ. Còn đây là cây dưa ngọt. Cây đó, cây kia là cây nho, nho ngón tay. Dưa gì? Dưa ngọt, dưa trắng. Gọi là dưa ngọt. Còn đây là cải cũ. Cải trắng. Đây là củ bỏ. Còn đây là cải trắng. Đây là gì? Đây là củ củ cà rốt. Dạ, đây là cây nho, còn đây là cây bọc. Đây là củ chua hợp tím. Đây là bắp cải tím. Bắp cải tím. Nhiều tím, bắp cải tím. Cây dưa hấu mini. Cây dưa hấu mini. Còn đây là dưa leo chùm. Dưa leo chùm. Đây là mướp hương. Còn đây là cây bí ngồi. Ủa, phía trên kia là gì? À, đây là hoa gì đây? Ngũ sắc, hoa ngũ sắc. Đây là cao. Ngũ sắc, hoa ngũ sắc. Cây ớt tiễn. Một cây dâu tây. Dạ, cải xanh. Dâu tây. Này. Đây là cây dưa ngọt.